có salad. Chứng tỏ là ở nhà Phương Thúy cũng rất là hay nấu ăn, cho nên là khi mà nhìn nguyên liệu thì mình mới có thể đoán được, đúng không? Đây là người ta động viên đấy. Đây là một món ăn giúp chúng ta có thể giải ngán sau những ngày Tết. Đây là một cái vấn đề gọi là quốc dân rồi. Sau những ngày Tết thì rất là nhiều người người ta cảm thấy ngán sau những cái món ăn nhiều dầu mỡ hoặc là quá nhiều tinh bột. Thì đây sẽ là một món ăn gồm khá là nhiều rau, với cái hương vị chủ đạo sẽ là hương vị chua và ngọt. Đó, và không sử dụng các cái phương pháp như là chiên rán. Rồi, sẽ là một phương pháp giải ngán rất là tốt. Thế thì vừa rồi là tôi với Thúy vừa mới đoán các loại nguyên liệu thôi. Còn bây giờ thì có thể nhớ định giới thiệu xem là ngày hôm nay thì gỏi cuốn sẽ bao gồm những thành phần gì. Rồi, hôm nay món ăn của chúng ta sẽ là gỏi cuốn mùa xuân. Và chúng ta sẽ, thông thường thì gỏi cuốn người ta sẽ chấm với nước mắm chua ngọt, nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng cái phần đó là phần tôm chua. Đó, tức là cái này anh sẽ chế biến trước đúng không ạ? Tôm chua là đặc sản của miền Trung đấy. Đó, cái tôm chua này người ta đã ngâm rồi. Và bây giờ mình sẽ xay cái tôm chua này ra, và sau đó mình sẽ trộn cùng với một chút cái phần đó là nước dứa xay nữa để mình tạo nên cái sốt mới lạ cho cái món ăn này. Thì tí chúng ta sẽ cùng thử xem cái hương vị như thế nào nhé. Rồi. Và chắc chắn là sẽ rất là healthy cho những cô gái nếu như mà muốn giữ dáng thành công hơn nữa sau dịp Tết. Rồi, chị cứ mạnh dạn nói ra giống như chị đi. Rồi, về cảm món ơn anh nghĩa một lời khen. Về món ăn này là lập trứng đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tráng cái phần trắng mọc ra cho lòng đỏ đỏ thế nhỉ. À này, cái tráng trứng để mà làm bún thang chẳng hay là làm gỏi cuốn có bí kíp đấy nhá. Không phải cái cho nhiều dầu và chảo là tráng đâu. Đúng, đúng, thật ít dầu thôi. Và phải tráng thật mỏng. Chính xác, thậm chí là sẽ đổ từng chút một. Ở nhà thì Phương Thúy hay có một cái tip đấy là chia đôi. Vừa rồi đầu bếp chúng ta cho nước. Mình sẽ nước cho vào nguội vào. Đúng rồi, mình sẽ cho một xíu nước vào đó. Để làm gì? Để hòa loãng cái phần trứng này ra. Để cho nó bớt đặc. Thì tí nữa chúng ta sẽ tráng nó được mỏng hơn. Và bây giờ mình cho một chút cái phần hạt nêm mà mình đánh đều trứng lên. Nhìn định đánh trứng thì tôi lại nhớ là một món ký ức rất là tuổi thơ, đó là món trứng rán. Đấy, đúng không? Như ai cũng bắt đầu được nghề đầu bếp của mình. Đúng rồi, chính xác. Việc rán trứng thì phải. Luộc trứng thì em nghĩ dễ hơn. Mì tôm nữa, mì tôm nữa. Vâng. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bật bếp lên. Với những cái nguyên liệu ở đây thì cái phần sốt chắc là sẽ là cái phần mà gọi là quyết định cho món ăn này có được gọi là điểm 10 hay là những cái điểm đặc sắc ở nó đúng không anh? Chính xác. Mà đặc biệt là những cái nguyên liệu đây đều là những nguyên liệu rất là dễ kiếm và dễ tìm. Đặc thù của những món ăn của Việt Nam đó là chính là nước chấm. Đúng không? Có rất nhiều cái món nước chấm khác nhau, từ nước mắm này, mắm tôm này, mắm tôm chua này, mắm tép này. Và chấm chua ngọt. Đúng rồi, có quá nhiều thứ để chấm luôn. Và em thấy là cái nước chấm chua ngọt nó rất là đa di năng á. Chúng ta có thể chấm được rất là nhiều món, rau sống này, rồi cả đến nem rán hay là thịt nướng chúng ta cũng có thể sử dụng sốt chua ngọt. Với cái phần trứng này để mà tráng được mỏng thì trước tiên là chúng ta cho một lớp dầu mỏng thôi. Đó, ở trên chảo này gần như là chúng ta không nhìn thấy dầu. Sau đó là chúng ta sẽ sờ tay lên cách mặt chảo khoảng 3 cm để xem cái độ nóng của chảo. Đúng, nếu mà chúng ta chưa hơn là chả bọc này chúng ta không cảm nhận được thì chúng ta có thể sử dụng cái đũa mà chúng ta chấm rồi, lên chảo xèo xèo được đúng không? Đó, mà ngay lập tức trứng chín là được nhá. Kinh nghiệm của tôi là nếu mà không thể nào cho dầu mỏng được ấy, thì mua cái bình phun dầu xịt lên là xong. Đó. Sau đó chúng ta lắc đều cái chảo. Chứng tỏ là anh Nghĩa cũng có nhiều tip trong bếp lắm. Đúng rồi, và đặc biệt là phải chọn loại chảo chống dính xịn. Nếu đúng, không là chính xác. Không dốc được cái phần trứng ra đâu. Trong lúc chờ cái phần trứng này nó dốc rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến với cái phần bánh tráng. Rồi. Xử lý cái bánh nan này để cho nó đỡ bị cứng đúng không anh? Rồi, để khi mà cuốn nó mềm và dai ngon hơn. Cái bánh này nó khá là cứng nên là trước khi cuốn thì chúng ta cần phải nhúng qua một chút cái phần nước. Đó, lại thêm một tip nữa của những người mà chuyên phải gói nem ngày Tết. Đấy là quý vị nếu mà chọn bánh đa cứng quá thì có thể lựa chọn một tấm khăn ẩm. Vâng. Nó đặt cái bánh đa lên nhúng. Trên. Đúng rồi. Đúng, cái bánh tấm khăn ẩm mà nó hơi ấm một chút đúng thì rồi. Càng tốt nhá. Nước đấy. Ấm thì càng tốt. Đó, bây giờ chúng ta đã có một cái phần bánh đã được làm ướt. Làm ướt này, đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ. Chúng ta cần phải chờ. Đó, đợi một chút để cho cái trứng nó dốc này. Rồi. Sau khi trứng nó dốc ra khỏi chảo thì chúng ta có thể sử dụng tay không để chúng ta lật cái trứng này. Wow. Hay quá nhỉ. Đó. Và cái mặt bên này chúng ta chỉ tráng khoảng tầm 3 giây là được thôi. Chúng ta cần lấy cái độ mịn. Trong lúc đó thì bây giờ là cái phần này của chúng ta nó đã cái bánh nem nó mềm đã rồi. Khá là mềm. Chúng ta cần phải xả lách mềm. Đó. Mình sẽ cuốn khoảng 2 đến 3 kiểu khác nhau nhá. Rồi. Kiểu đầu tiên là kiểu cơ bản và đơn giản nhất là chúng ta sẽ có lá xà lách này. Sau đó mình sẽ có thêm bún này. Rồi. Đầu bếp sẽ cho thêm cái phần bún tươi. Chị biết tại sao là bởi ra Tết mùa hè gọi nhiều không? Bên cạnh cái việc là chống ngán ấy thì bởi vì là cái đồ ăn trong Tết ấy thừa có không? Còn thừa rất nhiều.
đúng không? Đúng chẳng hạn, bún là có thể ăn bún nem ra còn dư ra mít bún này. Xong rồi nếu mà không có thịt lợn luộc thì kia ăn bằng thịt gà cũng được này. Đấy. Xong rồi thịt, ví dụ mình có thể làm thịt cuốn ăn trong Tết mà bị nhiều quá, mình có thể rát mỏng, thái mỏng ra, cộng cho vào cuốn được. Và em thấy cái cuốn này nó cũng linh hoạt nữa nhé, bởi vì các nguyên liệu. Đúng rồi. Mình có thể thay thế, mình có thể gọi là sáng tạo theo cái cách riêng của mình. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình cuốn. Cái cuốn đầu tiên này, rất đơn giản là mình chỉ cần cuốn tròn lại tất cả các loại nhân này vào với nhau. Là xong, mình sẽ có một cái cuốn thịt cơ bản nhất. Cuốn hai đầu không? Đó. Em nghĩ là có. Không, mình không cần đâu, tí nữa mình sẽ cắt đi mà. Rồi. Nhưng mình sẽ chỉ luôn cái cuốn thứ hai rất là đơn giản. Đó là với tôm thì tôm mình sẽ không cho vào bên trong. Mà tôm mình sẽ để sang bên ngoài như thế này. Sau khi mình cuốn được 2/3 cái cuốn thì mình mới cho con tôm đã lặng đôi vào. Sau đó mình mới cuốn. Đó. Thì cái phần tôm của mình nó sẽ ở bên ngoài nó rất là đẹp như thế này. Trông nó bắt mắt hơn rất là nhiều. Cái tôm nó là cái đắt giá nhất cho nên mình phải cho nó ra ngoài. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cả phần trứng rán. Trứng nha. Thơm quá anh ơi. Bây giờ mình sẽ chia đôi cái phần trứng này ra này. Tiếp đến một cái bánh tráng nữa nha. Lại làm ướt bánh tráng như bình thường. Mình làm ướt. Thế là mình sẽ có hai kiểu. Ở bên trong thì hay gọi là bánh tráng đúng không? Còn đúng rồi. Bánh đan nem. Bánh đan nem. Vì là sử dụng nó để gói nem luôn. Rồi, mình sẽ để đây. Dạ. Trong lúc chờ nó mềm thì chúng ta sẽ đến với cái phần là pha nước chấm. Em khá là thích cái phần này bởi vì là cái kỹ năng pha nước chấm của em tự nhận thấy là chưa đủ tự tin lắm sau mỗi một lần pha. Không, nhưng mà cái pha nước chấm này nó rất đơn giản. Rồi. Ngoài cái ngon thì nó phải dễ nữa thì mọi người mới làm. Còn nếu mà nó khó quá mà nó kiểu cầu mang nhiều quá, cầu kỳ quá thì mọi người cũng ngại làm. Ngày Tết mọi người cũng muốn đi chơi mà. Mắm tôm chua này, nhân là mình mua sẵn một lọ mắm tôm chua được. Ở trong Đà Nẵng này, trong Huế bán rất là nhiều. Có nhiều lắm. Đấy. Đúng. Mình xay ra. Rồi. Sau đó đây mình là nước cốt chanh đúng không ạ? Nước đồng. Giấm, à quên nhầm, dứa. Nước cốt dứa. Kia tức là dứa anh ấy đã xay ra và xử lý thành nước dứa rồi. Tức là sau khi xay mắm tôm chua ra thì là mình hòa thêm khoảng 2 thìa nước dứa. Đúng rồi. Nước dứa ép. Rồi. Cái vị của tôm chua sẽ là cái vị đặc trưng, nó rất là thơm. Thứ hai là nó có cái vị mặn và vị chua nữa. Cái dứa thì mình sẽ lấy cái mùi thơm và cái vị ngọt. Thì với cái quả dứa, nếu mình mua được quả dứa ngọt thì mình sẽ không cần phải thêm đường. Còn nếu mà mình mua cái quả dứa mà nó hơi chua một xíu thì mình sẽ cho vào đây thêm một xíu đường nữa. Không nhận dứa nhiều công dụng nhỉ. Đấy nha, nước dứa ép này là ngoài việc pha nước mắm này là có thể là uống được luôn này, rất tốt này. Lá dứa thì bỏ lên ô tô rất là thơm này. Đấy. Cái tỷ lệ mình sẽ pha đây là rơi vào tỷ lệ khoảng 1:1. Đó, cứ một tôm chua với một nước dứa nhé. Nếu như mà thích thì chúng ta cũng có thể là lát mỏng miếng dứa xong cuốn vào luôn được. Đúng rồi, chính xác. Bình thường ăn thịt luộc chấm mắm tôm chua này là người ta cho một chút khế, một chút dứa vào trong cái mắm này và ít đường nữa. Rất là đơn giản, mình đã có cái nước chấm rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Không biết là quý vị khi mà xem qua TV thì có cảm thấy là vị giác nó đang dâng trào rồi bây giờ không đúng không? Cứ mỗi lần mà có cái chua chua mà ngọt là mà nó dậy mùi lên một cái thôi là trong cái khoảng thời gian đầu giờ sáng như thế này thì đó. Loại thứ hai, trứng này vẫn thêm là cuốn mùa xuân nhưng mà màu sắc của chúng ta đã được chúng ta sẽ cho thêm các cái màu sắc khác làm đầy lên rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm các cái loại rau như là bắp cải tím chẳng hạn. Để chúng ta luộc trần sơ nó qua cho nó mềm để chúng ta tạo cái màu tím bên ngoài cho cái cuốn. Và quý vị khán giả thân mến, là món này chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị từ hôm trước với những vật liệu và sáng hôm sau thì cuốn một phát là xong. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái cuốn màu vàng như thế này rồi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc cắt tất cả các phần này ra. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái đĩa để mình bày nha. Vâng. Wow, em thấy có một cách cũng khá là hay nữa, nếu như mà các bạn khán giả hoặc là các bạn nữ nào đấy thích hơi điệu đà hơn một chút, có thể sử dụng những cái cọng hành dài một chút, chúng ta trần qua đúng nước rồi. Này, trụm qua nước, sau đó thì buộc lại thành một chiếc nơ xinh xinh, sẽ làm cho cái cảm giác chúng ta muốn ăn nhiều hơn. Có những cái miếng hẹ chẳng hạn là chúng ta sẽ cắm vào đó. Cho nó dài ra thì cũng rất là đẹp. Rồi. Và cái thao tác này thì cũng lại rất là đơn giản, chỉ cần là chúng ta căn cho nó thật đều và hay quá, tôi biết là tại sao lại cuốn hai con tôm chua trong cùng một cái cuốn rồi. Để có hai miếng đúng không anh? Để hai MC mỗi người đúng rồi, chính xác. Mình sẽ cắt. Đúng là đặt tên cái món này là cuốn mùa xuân nó không sai anh ạ, bởi vì là chúng ta nhiều nhìn màu sắc. Đúng ạ, nhiều màu sắc. Mà nhiều màu xanh nữa. Hơn nữa lại rất là phù hợp cho dịp Tết, sau Tết. Mà kể cả ở trong tiếng Anh thì cái món này nó cũng có tên là spring roll mà. Đó. Wow. Rồi nào bây giờ thì chắc là ngay lập tức là chúng tôi phải thử thức luôn thôi. Vâng.
Vâng. 7 giờ sáng rồi quý vị ạ, đói lắm rồi. Vâng ạ. Mình sẽ trang trí thêm một cái vài cái lá húng ở đây. Ngoài trang trí thì mình sẽ sử dụng cái lá húng này để mình ăn kèm nữa. Tôi nghĩ là như này, bây giờ có hai loại quấn, một loại là có tôm, loại không tôm. Thì bây giờ anh em mình mỗi người thử một loại. Vâng. Thì được ạ. Đầy đủ các vị giác được đúng không? Được ạ. Rồi. Cho Phương Thúy. Xin mời Thúy trước đi. Nào. Cho Phương Thúy sẽ chọn con tôm anh. Rồi nhất trí. Ok. Dù là biết anh Nghĩa rất là muốn. Đợi một chút nha, đợi một chút nha để mình lấy cái nước chấm ra đây đã. Chúng ta phải có một bát nước chấm ở giữa đúng không ạ? Cập lên cho quý vị khán giả ngắm. Đây. Rất đơn giản. Anh còn tặng thêm một gợi ý. Tan 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 tan. Rồi. Okay. Đây vừa xinh luôn. Đấy. Đẹp luôn ạ. Bây giờ mời Thúy nào. Phương Thúy sẽ thử một miếng gỏi cuốn với tôm. Rồi. Nó hơi cay một xíu đấy nha. Cái này là phải chấm mạnh dạn lên. Xin mời anh. Đúng rồi, nhưng mà vẫn phải mạnh dạn lên. Mạnh dạn chấm này. Đấy. Hương vị như thế nào ạ? Tao cho bạn nói nào. Là nó rất là mát này. Và nó có cái vị thanh từ rau. Và cái nước sốt chua ngọt cho quý vị nó trung hòa mọi thứ lại. Nó làm mọi thứ nó quyện với nhau nhiều hơn. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ ăn nhiều hơn đúng không anh Nghĩa? Vâng, chắc chắn rồi. Và tôi sẽ xin dẫn cà phê sáng vào ngày Chủ nhật nhiều hơn. Chủ nhật là có bếp. Thưa quý vị, khi mà có những bữa ăn như thế này để chúng ta giải ngán giao Tết thì là một điều vô cùng tuyệt vời. Và trước phần đầu chương trình thì chúng tôi có nhắc đến một từ khóa nữa, đó là bài tập.